Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái intro YouTube kiểu glitch. Phát âm khó vậy. Thế là cái kiểu này nó rất là dễ làm đấy. Đâm ra mình sẽ chỉ các bạn là làm ở đâu. Rất đơn giản. Ok, sẽ đi vào phần mềm nhé. Ví dụ ở đây mình có một cái này, intro nhé. Đấy, đây là tên kênh của mình này. Kiểu thứ hai cũng tên kênh của mình. Thứ hai cái làm cái kiểu này rất đơn giản nhé. Ví dụ bạn xóa đi này, thì để mà làm cái này ấy, thì các bạn sẽ đi đến cái phần gọi là title nhé. Title sau bạn đi tiếp vào phần recommended, sau bạn search ở cái chỗ này nhé, nó gọi là fast glitch, hoặc là bạn có thể search chữ glitch cũng được. Các bạn enter. Filmora 11.3 này nó cho mình hai mấy cái, mười mấy, 20 cái, hay là hai mấy cái fast intro click này, rất là dễ. Thế còn nếu như bạn tạo cái click effect theo Filmora 10 hoặc Filmora 9 ấy, thì trước ấy bạn phải đưa cái text xuống này, sau bạn chụp ảnh này, sau bắt đầu bạn thêm cái hiệu ứng click vào. Bây giờ thì chả cần nữa. Bây giờ chỉ việc kéo và thả thôi. Bạn thích cái nào thì bạn tải, download, kích đúp và tải nhé. Fast click title này. Ok, rất là đẹp. Ví dụ kiểu này chẳng hạn, hoặc là kiểu này, bạn kích đúp vào để tải và bạn review nó nhé. Đó, ví dụ kiểu này chẳng hạn, rất là đẹp. Bạn chỉ việc kéo bạn thả xuống timeline thôi là bạn tạo được rồi. Tất nhiên là bạn phải thêm nhạc, và nếu bạn thích thêm hiệu ứng thì bạn thêm vào. Cái chỗ này nếu mà chữ này nhé, bạn muốn đổi, bạn muốn đổi đây chẳng hạn, mình đổi thành chữ J nhé. Ở đây là Jackie chẳng hạn này. Tên mình chẳng hạn. Đó, Jackie cách kìa. Kéo nó ra thì ok. YouTube chẳng hạn. Jackie YouTube. Enter. Ok. Em ra một cái tiêu đề rồi, kiểu là một cái intro cho kênh, rất là đơn giản, cực kỳ dễ. Jackie YouTube. Nếu như mà chữ này thì tùy nhé, các bạn có thích thì các bạn có thể đổi thêm preset này, đổi thêm preset này, thêm animation này, thoải mái này. Một số bạn thích thì bạn có thể đi đến Advanced này, bạn đổi màu chữ rồi là thêm viền, thêm bóng rồi các kiểu, thích thì thế. Còn sau khi nếu mà các bạn tạo rồi ấy, các bạn nhấn nút này nhé, Save as Custom, lưu thành cái dự án này, lưu thành một cái template để lần sau các bạn có thể dùng được. Ví dụ đây là intro garlic Jackie chẳng hạn, tên mình chẳng hạn, click vào OK, nhấn vào OK, xong rồi lần sau nếu mà khi mà bạn làm video ấy, bạn muốn đưa nó vào thì bạn chỉ đi vào title nhé. Sau bạn đi vào phần custom này, đấy, sau bạn kéo cái này xuống. Ok, thế là xong. Làm được một cái intro cho kênh YouTube. Nhanh vèo vèo luôn. Ok, video ngắn đấy thôi. Đấy là làm nào để tạo cái click intro bằng Filmora 11.3. Nếu như các bạn thích thì các bạn nhấn nút like. Còn nếu như bạn muốn thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.